Chào mọi người đến với kênh Nhân Lịch Sử nha. Hôm nay mình sẽ làm về clip về nội dung của một cái câu chuyện. Đó là một vị phụ huynh nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm của con mình á, về cái việc là xin cho con mình được nghỉ phép một ngày vì bị bệnh. Thì câu chuyện sẽ không có gì nếu mà nó không xuất phát từ cái việc trả lời của cô giáo chủ nhiệm này. Thì trên mạng á, người ta tranh luận khá nhiều về cái nội dung của cái câu chuyện này. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này để mình nói về cái suy nghĩ của mình về cái vấn đề mà cái cách trả lời của vị giáo viên như vậy đó này có đúng hay không. Thì qua nội dung câu chuyện á, người phụ huynh nó thể hiện cái sự bức xúc của mình về cách trả lời cọc lóc của cô giáo chủ nhiệm. Vị phụ huynh này cho rằng á, trả lời như vậy đó là sẽ không đúng chuẩn mực của một người làm nhà giáo, một người làm giáo dục. Cụ thể cái nội dung hội thoại là như sau. Lớp 7A1, tôi xin phép cho cháu nghỉ vì bị sốt phải đi khám. Khi đi học lại, tôi xin gửi giấy phép tới nhà trường sau. Cảm ơn cô. Thì cái cô giáo này trả lời là ok. Đó, cũng một từ duy nhất thôi, ok. Thì khi mà bị nội dung này thể hiện cái sự bức xúc của mình, bị nội dung này là chụp cái màn hình lại và đăng lên trên cái hội nhóm ấy, diễn đàn á. Thì nhiều bạn vô bình luận là đồng cảm với cô giáo. Và nhiều người vô bên vực cô giáo là nói là phụ huynh này là quá khắt khe, quá bắt những cái tiểu tiết nó không đáng. Thì cũng có ý kiến cho rằng coi cách trả lời của vị cô giáo như vậy là thiếu chuẩn mực của một nhà giáo, tại vì ngành nghề nào nó cũng có đặc thù của nó mà, nên là họ xảy ra những cái mâu thuẫn. Thì nội dung câu chuyện này á, thì thật sự là mình sẽ không làm video về cái hội thoại này, nhưng mà khi mà mình đọc được một cái bình luận của một cái phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Tiềm năng Con người, thạc sĩ Bùi Thị Kim Tuyến á, thì mình lại buộc phải làm cái clip này để mình lý giải cho mọi người thấy là cái luận định như vậy là không đúng. Thì cái thạc sĩ Bùi Thị Kim Tuyến á, cho rằng á, phụ huynh nên thông cảm với giáo viên, không phải vấn đề nào cũng quan trọng hóa rồi đưa lên để chỉ trích, vì giáo viên bây giờ thực sự rất là áp lực đó. Cái vị thạc sĩ này cho rằng là như vậy. Cái vị bác sĩ này là chức danh là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tiềm năng Con người. Thì khi mà đọc được cái màn ảnh chụp màn hình của cái vị phụ huynh á, thì cái vị phó viện trưởng này á cho rằng là phụ huynh là quá khắt khe. Thì vị phó viện trưởng này tiếp tục nói lên ý kiến của mình là tôi thử hỏi các bố mẹ ở nhà có một hai đứa con nhiều khi đã quay cuồng, giờ ở lớp vài chục cháu mà mỗi cháu lại một tính, không thể chiều hết được, nên phụ huynh cần có cái nhìn thông cảm với nhà giáo. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều giáo viên, các em nói là muốn bỏ nghề, lương thấp là một phần, chủ yếu là áp lực từ công việc quá lớn, chịu sức ép từ đủ phía, không may học sinh bị say sát, phụ huynh cũng đến trường làm ầm lên khiến giáo viên bị kỷ luật. Đó là nhận định của cái vị giáo viên này. Thì nói về tình huống ứng xử như trên á, vị thạc sĩ là tiếp tục nói rằng cô giáo nhắn tin ok là đã đủ thông tin. Theo quy định của Bộ Giáo dục, giáo viên không được sử dụng điện thoại khi giảng dạy trên lớp, nên cần nhắn tin ngắn gọn. Nếu lịch sự, phụ huynh đáng lẽ nên viết giấy xin phép nghỉ học cho con hoặc gọi điện thoại thông báo với giáo viên. Vì lớp học đang đông, cô giáo còn phải quản học sinh thời gian đâu để ngồi nhắn tin trau chuốt, mà không phải cô giáo nào ở trên 50 tuổi cũng thuần thục về công nghệ để gọi một đoạn tin nhắn dài với những câu hỏi thăm sức khỏe học sinh như các vị phụ huynh mong muốn. Tôi nghĩ rằng nó chẳng có gì đáng để phụ huynh làm ầm ĩ lên như thế. Thì đó là những chia sẻ của cái vị thạc sĩ này. Mình thấy cái cách trả lời và cái cách phản biện như vậy là mình không đồng tình. Thật sự là mình không đồng tình. Tại các bạn biết sao không? Người ta có một câu nói rất là hay, là người ta sẽ trả tiền cho công sức của nhà giáo, còn sự tử tế của nhà giáo mãi là món nợ ân tình mấy bạn. Thì dựa vào cái đoạn hội thoại giữa cái vị phụ huynh và cô giáo viên chủ nhiệm á, thì mình sẽ đứng trên là ba góc độ. Thứ nhất, mình là một học sinh dưới 18 tuổi thì mình sẽ đồng ý với lời giải thích này, vì đơn giản là mình sẽ đồng cảm với áp lực của công việc, áp lực về tiền lương của các cô các thầy, và mình cũng chưa đủ hiểu biết trình độ nhận thức để đánh giá lời nói có đủ cái chuẩn mực đạo đức hay không. Nên dưới góc độ mình là người dưới 18 tuổi, mình là học sinh đó, thì mình sẽ đồng tình với cái cách giải thích của cái vị thạc sĩ này. Thứ hai là dưới góc độ là mình là một phụ huynh học sinh, nhưng là mình là một người phụ huynh học sinh ít quan tâm tới con cái, ít quan tâm tới chuyện xã hội, thích tỏ ra mình là người dễ tính, thì mình sẽ đồng ý với cách giải thích của cô Kim Tuyến.
Vì đó chỉ đơn giản là một câu nói thôi. Nhưng nếu mình là một phụ huynh coi trọng sự phát triển toàn diện của con cái, quan tâm tới những chuyện bất ổn trong xã hội và khó tính trong những cái vấn đề cần phải khó tính. Vì đơn giản á, chúng tôi hiểu á, trẻ con nó hư hỏng là từ những cái vấn đề mà người lớn cho là bình thường. Ví dụ uống rượu trước mặt trẻ, kêu trẻ lên cột cờ đứng vì chưa đóng học tiền, vì chưa đóng học phí, phê bình trẻ trước đám đông khi nó làm sai một cái điều gì đó, thì chúng tôi hoàn toàn phản đối với những cái lời phát ngôn của vị thạc sĩ này. Thứ ba là dưới góc độ là một cái phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục và Tiềm năng Con người á, thì mình càng phải khắt khe hơn nữa. Mình phải hoàn toàn phản đối cái ý kiến này, thậm chí là mình còn giận dữ vì cái phát ngôn này là rất là thiếu suy nghĩ của một con người làm chức vụ cao trong ngành giáo dục, đặc biệt là làm trong lĩnh vực phát triển tiềm năng con người, mà lại phát biểu một cách phản khoa học, ngụy biện, bao che cho hành vi sai trái với tiêu chí của ngành giáo dục như vậy. Ba cái sai trong phát biểu của Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Tiềm năng Con người để biện minh cho cách trả lời thiếu chuẩn ngữ, vị ngữ, thiếu phẩm chất của nhà giáo là: thứ nhất, theo quy định của Bộ Giáo dục là giáo viên không được sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp. Vậy thì cô giáo trả lời ok là đã vi phạm quy định của Bộ Giáo dục rồi. Tin nhắn của cô giáo này á là nhắn lúc 7 giờ 32 phút. Vậy là cô giáo đã sai. Tại vì nhắn trong giờ học mấy bạn, mà theo quy định của Bộ Giáo dục là không được sử dụng điện thoại. Vậy là việc trả lời tin nhắn ở trong thời gian dạy học là cô giáo này đã sai rồi. Tuy nhiên, thay vì nói cô giáo này sai, vị thạc sĩ này lại bao biện rằng đó là cách nhắn nhanh và gọn, rồi đổ lỗi cho phụ huynh là bất lịch sự vì nhắn tin thay vì phải viết giấy phép xin nghỉ cho con hoặc gọi điện. Tôi thấy rằng nó chẳng có cái tính giáo dục gì ở đây qua cách trả lời như vậy cả, vì nó chỉ thể hiện cái sự lương lẹo, bao biện, xảo trá. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy chẳng ai ép cô giáo phải trả lời ngay lúc đó cả, nên không có lý do gì cô giáo phải nhắn tin nhanh và gọn. Cô giáo này có thể đợi đến hết tiết học hoặc giờ nghỉ trưa để trả lời phụ huynh với một dòng vài dòng hỏi thăm học sinh của mình, rất là nhân văn và mang tính giáo dục nếu mà cô giáo này hành xử như vậy mấy bạn. Thứ hai, vị thạc sĩ này nói rằng phụ huynh bất lịch sự vì nhắn tin thay vì viết giấy xin nghỉ phép cho con. Ủa, cái vị thạc sĩ này không có đọc tin nhắn mà vị phụ huynh này nhắn cho cô giáo hay sao? Tiếp theo là vị thạc sĩ này cho rằng nhắn tin là không lịch sự mà gọi điện mới là lịch sự. Thì mình thấy là câu nói của vị thạc sĩ này rất là mâu thuẫn. Tại thứ nhất là trong giờ học không được sử dụng điện thoại thì nhắn tin mới là lịch sự chứ bạn, tại vì phụ huynh này rất là tinh ý, tại vì phụ huynh này biết đang là trong giờ học nên họ nhắn tin để không gây tiếng ồn, để cho cô giáo tập trung giảng dạy đó. Mình thấy như vậy mới là lịch sự. Còn phụ huynh này biết là 7:30 rồi mà vẫn gọi điện cho cô giáo, như vậy là vị phụ huynh này mới là bất lịch sự chứ bạn. Đó, mình thấy vị thạc sĩ này rất là mâu thuẫn trong lời nói. Nếu mà gọi điện mà lịch sự thì mình nghĩ là cô giáo này là không hiểu được vấn đề và cổ không hiểu là cổ đang nói cái gì hết đấy bạn. Thứ hai là vị thạc sĩ này cho rằng lớp đông nên giáo viên phải tập trung quản học sinh, và cô giáo trên 50 tuổi thì không thể sử dụng điện thoại thành thạo được. Trả lời ok là giỏi lắm rồi. Tôi lại tiếp tục thấy cái sự đổ lỗi, lương lẹo và mâu thuẫn trong cách giải thích của vị thạc sĩ này. Nếu là một người công tác ở vị trí cao trong mạng giáo dục á, thì không thể nào mà không hiểu rõ về luật của ngành giáo dục được. Vậy mà tại sao cô thạc sĩ này á, lại phát biểu là do lớp đông nên giáo viên của mình phải tập trung quản học sinh? Các bạn thấy phân tích sẽ thấy nội dung của đoạn tin nhắn này á, là cô giáo viên đang là trung học, đang dạy ở lớp trung học các bạn. Nghĩa là người này dạy theo tiết chứ không phải là dạy cả ngày trong một lớp học. Và dạy theo tiết có nghĩa là thường người ta sẽ dạy một môn học trong một cái lớp học, sau 45 phút ấy, thì sẽ có 5 phút chuyển tiết. Đúng không? Tại vì cô giáo này đang dạy lớp 7 mà. Vậy là nếu có 5 phút chuyển tiết á thì để nhắn một tin nhắn trả lời cho phụ huynh á, thì mình nghĩ là cái chuyện này không tốn thời gian nhiều như vậy đâu, mà nó thể hiện được cái sự nhân văn. Nếu mà thực sự là cô giáo này muốn trả lời cho vị phụ huynh á, mà một cách có tính nhân văn và có sự đạo đức của người nhà giáo, thì 5 phút này dư sức để cô giáo này trả lời một tin nhắn cho người phụ huynh này. Mà tôi cũng chẳng hiểu luật đã quy định là giáo viên không được sử dụng điện thoại trong giờ học, thì lý do gì để nói là giáo viên phải tập trung quản học sinh trong giờ học? Ủa, tất nhiên là trong giờ học thì giáo viên phải lo giảng dạy rồi, phụ huynh học sinh chúng tôi đâu có yêu cầu giáo viên phải trả lời trong giờ học. Tiếp theo là đổ lỗi cho già do lớn tuổi rồi. Với góc độ làm giáo dục á, mà nói vậy thì tôi nghĩ là thua. Nên nhớ rằng á, gần càng già càng cay, giáo viên càng lớn tuổi á, thì kinh nghiệm giáo dục càng phải nhiều, trình độ nhận thức càng phải cao,
đạo đức nhà giáo càng phải mẫu mực. Do đó, việc đổ lỗi cho mù công nghệ là không chấp nhận được. Nếu không gọi được một đoạn tin nhắn dài thì bạn có thể bấm gọi và trao đổi với phụ huynh mà. Tại sao lại đổ lỗi cho việc mù công nghệ trong khi có rất nhiều giải pháp nếu mà mình thực sự muốn trả lời một cách đàng hoàng cho giáo viên, cho phụ huynh học sinh. Thứ ba là vị thạc sĩ này cho rằng là giáo viên là một cái nghề chịu áp lực lớn. Đúng là ngành nhà giáo là chịu áp lực rất là lớn, nhưng không ai ép bạn phải chọn làm công việc nhà giáo này cả. Để rồi bạn phải đổ lỗi là công việc này chịu áp lực. Ngành nghề nào nó cũng có đặc thù của nó. Bác sĩ có áp lực của họ, điều dưỡng có khó khăn của mình, kỹ sư có mệt mỏi của họ. Nếu bạn thấy công việc này không phù hợp thì nghỉ, chứ không phải là vì áp lực mà được quyền hủy hoại tương lai của thế hệ mai sau. Một bác sĩ mắc sai lầm thì một người chết, một kỹ sư mắc sai lầm cả trăm người chết, một nhà giáo mắc sai lầm thì cả thế hệ cũng chết. Nếu đã khoác mình lên mình chiếc áo của nhà giáo thì khi đó bạn là tấm gương cho thế hệ học sinh sau này. Một cử chỉ thiếu chuẩn mực của thầy hoặc cô mà các bạn coi là bình thường sẽ khiến thay đổi nhận thức của một đứa trẻ, và về lâu dài là cả một thế hệ. Mấy bạn thử nghĩ coi, một ngày á bạn hỏi con mình á và nó trả lời ok, thì các bạn nghĩ sao? Tôi cho rằng nó không nên xem nhẹ vấn đề này, đặc biệt là như cô thạc sĩ ở trên. Tạ ơn thầy đã dẫn con vào rừng tri thức, cảm nghĩa cô đã dắt trò đến biển yêu thương. Cái sự giáo dục ở đây á không chỉ đơn giản á là việc truyền đạt kiến thức các bạn, mà còn nói là tình yêu thương, lễ nghĩa. Các bạn đã từng nghe câu mà tiên học lễ, hậu học văn, có nghĩa là cái kiến thức là để học sau, còn cái đạo đức, cái lễ nghĩa phải học trước. Một cô giáo mà đi trả lời với một phụ huynh mà trả lời ok thì về phương diện mà làm giáo dục á thì mình không chấp nhận, tại vì như vậy là nó không có lễ nghĩa. Rồi, xin cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe video của mình nha.